Chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ nướng thịt nha các bạn. Mình đang ăn mừng được 1.000 người đăng ký nha các bạn ơi. Đây nha các bạn, mình nướng thịt nha các bạn. Thịt này mình ướp sa tế từ hồi sáng giờ nó thấm nha các bạn ạ. Giờ này mình sẽ nướng nha các bạn ơi. Này lửa quá trời không biết chín không nha. Các bạn đừng rời màn hình nha, đợi mình chút xíu nha. Mình nướng xong rồi mình mời các bạn ăn nha. Đây các bạn ơi, nó cũng hơi vàng vàng nha, nãy giờ hơi lâu lâu rồi các bạn, mà chưa chín đâu. Thấy nó cũng vàng rồi mà nó chắc nó chưa chín các bạn. Nướng lâu lâu cho nó chín thiệt chín nha các bạn ơi. Chín rồi mình đãi chỗ bạn ăn nha. Các bạn đợi mình xuống nha. Đây vàng tư hết các bạn ơi, tí xíu nữa nha bạn. Nãy giờ mình đi ra ngoài nhà, ngoài mình đi công chuyện nên để nó nướng ở đây một mình nó hơi bị khét một chút xíu các bạn, mà không sao, hầu lấy bỏ được, quá tuyệt vời luôn. Rồi các bạn ơi, cuối cùng nó cũng chín nha các bạn, vàng tươi luôn, tươi xanh luôn, luôn. Đây các bạn ơi. Ồ, nhìn miếng thịt đã. Đây nè các bạn ơi, ngon. À, tương xanh luôn các bạn ơi. Đây mời tất cả các bạn nha. Làm miếng với mình nha. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh mình mấy lâu nay nha. Hôm nay kênh mình cũng được 1.000 người đăng ký các bạn. Mình ăn mừng nha các bạn ơi. Ồ, chín. Từ trong ngoài nè các bạn, ở trong còn miếng máu nữa không? Đã chấm cái. Ui, đó mà không? Gầm. Được 1.000 người đăng ký mừng quá các bạn, mà cái lượt xem mình chưa đủ nha các bạn. Các bạn nào biết cái lượt xem như thế nào các bạn chỉ cho mình để mình làm cho được cái đủ thời lượng được xem các bạn ơi. Mình không biết có được xem công khai như thế nào nữa. Mời các bạn nha. Nóng hổi. Ốp thời tới sáng dẫn ngon. Này thịt sườn nữa bạn, thịt trong nữa bạn ạ, ngon gì đâu cũng chậm. Mình ớt vừa ăn luôn, thèm cần chấm nước mắm luôn mà. Thịt cỏ lắm. Các bạn nha. Ngon gì đâu nữa. Mời tất cả các bạn nha, mời cả gia đình nha. Mời tất cả các bạn trong nước và ngoài nước luôn nha. Thái ăn cục gân lắm bạn, mà gân heo bự quá, nên em nổi rồi.
mình để đây mọi người, chút đem vô cho mấy con vina nó ăn. Đây mời các bạn nha. Cắn dập cái miệng luôn, ngon tuyệt vời thiệt chứ. Các bạn mà mua cái này bạn bạn ốp nó ốp xà tế mình dọa hết bạn nướng một cái đã. Cái này nhậu cũng đã nè. Nướng chín chín tới là xương của mình. Than nhiều các bạn, mình để lửa liu mình được để ngay cái điểm cầm lửa là chín chưa. Gần ngon mà dài quá, cứng quá. Một chút mà heo dài. Nó có mùi sườn ngon ăn, nướng ngon. Để mời cả gia đình nha. Đó. Ngon gì đâu luôn các bạn ơi. Ôi mày coi lại cái máy mình bấm không? Coi lại không bấm máy chứ luôn. Quay làm sao? Mấy người làm bằng ngon đã được các bạn. Đó bạn cục đấy nha. Cái nước của này bạn 1 kg luôn hết các bạn. Một đồng rồi quái mình ăn bốc các bạn cảm nha. Ở đây giờ không phải cái nhà mình nữa. Đây là cái nền mã của mẹ nha. Rồi tất cả các bạn nha.
ăn nó ngon. Ngon cái miếng cuối cùng rồi chứ. Vậy cũng ăn cà rồi. Cà này bé nước liền các bạn, nên ngon. Ngọt mở phần ra ngọt không biết mà tất cả các bạn miếng này tất cả các bạn miếng này nữa mình xin kết thúc clip nha. Hết rồi bạn. Chào các bạn nha, cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh mình đến lâu nay nha. Các bạn ơi, các bạn nào mà biết cái lượt xem công khai như thế nào các bạn để lại bình luận cho mình biết nha, để mình làm theo cái cách của các bạn nha, cho đủ cái lượt xem công khai nha các bạn. Thôi xin chào các bạn nha.